Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm điều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Trước hết xin kể với các con một cái câu chuyện. Các con thân mến, ngày xưa trong một khu rừng, một đàn dê đang đi ăn cỏ. Nhưng mà lạ lắm các con, đàn dê đó thì có những cái con dê con, mà đi đằng sau những con dê con thì có một con sư tử con. Nó đang đi theo mẹ để ăn cỏ. Nhưng đàn dê đó không bao giờ ngờ rằng trong một bụi rậm gần đấy có một con sư tử rất lớn đang rình mồi. Nó đang chọn cái con dê nào là ngon nhất để nó xơi. Nhưng khi nó nhìn thấy cái cảnh cái con sư tử con đang đi đằng sau đàn dê, vừa đi vừa kêu lên mấy tiếng be he be he, rồi cũng gặm cỏ như mọi chú dê con, sư tử nổi giận. Nó quên cả cái chuyện săn mồi, nó gầm lên một tiếng thật to, rung động cả núi rừng. Các con biết sư tử được gọi là chúa tể sơn lâm. Khi đàn dê nghe tiếng sư tử gầm, tất cả đều bỏ chạy, chỉ có con sư tử con thôi. Có thể nó còn bé nhỏ quá chăng, nó chưa chạy nhanh được. Sư tử lớn xuất hiện, đi từng bước tới trước mặt của con sư tử con, và nó hỏi như thế này: mày là dê hay là sư tử? Sư tử con đâu có biết gì đâu, mà cất tiếng kêu be. Có nghĩa là nó nói: thưa ông, con là dê chứ. Mày ăn cái gì? Nó nhai cỏ. Thưa ông, con ăn cỏ đấy. Sư tử lớn tức giận và ngậm lấy cái cổ sư tử con, đưa đến một dòng suối, dìm cái mặt nó xuống ngay trước cái dòng suối và hỏi rằng: mày nhìn cái mặt mày và cái mặt tao giống nhau không? Nó cũng kêu be, tức là thưa ông, giống chứ. Nó không ngờ rằng nó giống cái mặt của cái ông này. Sư tử lớn mới ném con sư tử con xuống trên bờ suối và nói: mày là sư tử nha. Và nó ném một miếng thịt ra. Sư tử phải ăn thịt sống chứ không có ăn cỏ nha. Mà sư tử con lâu nay nó đi theo dê mẹ này nọ, nó ăn cỏ chứ đâu có biết thịt sống đâu. Nó lắc đầu: con không ăn được ông ơi. Sư tử lớn vinh nạt nó rằng: mày phải nuốt vào. Sư tử con sợ quá, liếm miếng thịt sống rồi bắt đầu nhai. Nó càng nhai nó thấy càng ngọt, nó gật đầu ra vẻ thú vị. Lúc bấy giờ sư tử lớn mới nói rằng:
Mày là loài sư tử, mà sư tử phải ăn thịt sống. Sư tử phải vươn vai và gầm to lên như tao đây nè. Sư tử con cũng vươn vai và gầm lên. Lúc bấy giờ, sư tử lớn gật đầu ra chiều thú vị và nó đi trước. Sư tử con theo sau, tiến sâu vào trong khu rừng xanh. Các con và anh chị em thân mến, cái câu chuyện này là một cái câu chuyện ngụ ngôn, nhưng nói với chúng ta nhiều điều. Nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta là con của Thiên Chúa, quê hương của chúng ta ở trên trời. Nhưng vì tội lỗi, về cái cuộc đời trần gian nhiều cám dỗ, khiến chúng ta quên mất nguồn gốc của chính mình. Nhưng Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng xót thương, Ngài không nỡ bỏ rơi con người trong đau khổ, trong tội lỗi và trong sự chết. Ngài trao ban người con một dấu ái của Ngài để đi vào đời, cứu độ con người tội lỗi và đưa chúng ta trở về quê hương đích thực của chính mình, đó là thiên đàng vĩnh cửu. Vậy thì anh chị em và các con thân mến, Chúa Jesus đây vào đời và Ngài đã cứu chúng ta bằng cách nào? Lời Chúa trong Tin Mừng Chủ Nhật thứ tư mùa chay sẽ giúp trả lời cho chúng ta. Giờ đây chương trình Đố Vui Kinh Thánh Giáo Lý xin được phép bắt đầu. Vỗ tay. Hôm nay là cho thấy thiếu nhi leo lên ca đoàn ngồi hết ha. Không sao, các con trả lời không được thì nhường cho các em ca đoàn nha. Và lưu vào hôm nay chấp cả giúp lễ. Câu thứ nhất rất đơn giản, thường câu dễ nhất dành cho các hoàng tử và công chúa bé nhỏ, khăn quàng màu hồng nha. Hôm nay chúng ta đang sống trong mùa gì các con? Rồi, không nghe, không thấy, chưa thấy. Các con, chúng ta đang sống, giỏi. Chúng ta đang sống trong mùa gì con? Mời con. Cha là mùa chay. Hay quá, vỗ tay chính xác. Cha xin lỗi các con là cha có nói là mỗi khi đến đây mà chia sẻ lời Chúa với các con, cha sẽ có phần thưởng đàng hoàng. Nhưng mà quên mất, xin lỗi nha. Con đứng lên chưa xong mà. Lễ lãnh phần thưởng mà đơn giản đâu. Mùa này là mùa chay, nhưng mà hôm nay là Chúa Nhật thứ mấy mùa chay con? Bình tĩnh nghe, bình tĩnh trả lời nếu chính xác có thưởng nha. Rồi, cho con đáp án. Con chọn một trong ba đáp án nha. Mời con đứng lên. Hôm nay Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Chúa Nhật thứ hai mùa chay và Chúa Nhật thứ bốn mùa chay. Con chọn Chúa Nhật nào? Thứ mấy? Chúa Nhật thứ bốn mùa chay. Chính xác, vỗ tay. Hay. Nó nhắc là nhớ là con giỏi rồi. Câu thứ hai, bữa nay là mình đối vui tốc độ ngay vì không có giờ, các con thông cảm nha. Câu thứ hai, hôm nay giữa đêm trăng sáng, trời lộng gió, Chúa Giêsu đang nói chuyện với một người, vậy người đó tên là gì? Mới đọc tin mừng xong, các con để ý khi cha đọc tin mừng cái chỗ nào mà nó quan trọng, cha đọc chậm, để ý nha. Hôm nay có một ông tên gọi là gì? Rồi mời con, hay quá. Con vỗ tay, ủa? Sáng giơ tay, kỳ ha. Ca đoàn ở đâu? Giúp lễ luôn. Rồi mời con. Con đứng đâu nói được không? Dạ thưa cha là ông Nicodemo. Mới có 50% thôi con, tiếp tục nha. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo này một cái câu nói hay lắm. Bây giờ con thử nói xem có đúng không nha. Như năm xưa ông Môsê .. mời con. Như ông Môsê năm xưa .. Như ông Môsê treo con rắn. Ai có thể nói tiếp?
Hồi tối hôm qua không có chịu đọc tin mừng hết, lo coi chơi game không à. Rồi thua rồi phải không? Có ai không? Có ai không? Như năm xưa ông Môi-se treo con rắn trong sa mạc. Giờ mời con nói cái câu này vào thì chính xác không? Mời con. Dạ thưa cha, khi xưa ông Môi-se dương con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được dương cao như vậy. Chắc là chuẩn bị đặt viên đá đầu tiên để xây nhà thờ, quan trọng quá và quên hết chuyện gì khác. Như năm xưa ông Môi-se treo con rắn trong sa mạc, thế nào thì con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì sẽ được cứu độ. Đơn giản như đang dự nha. Câu thứ ba. Trong tin mừng hôm nay, Thánh Gioan ghi rằng Thiên Chúa yêu thế gian, vậy thì yêu như thế nào các con? Yêu thế gian như thế nào? Yêu giống như là cha mẹ yêu nhau, yêu giống như cha mẹ yêu thương con, yêu giống như là con cái yêu cha mẹ, yêu thế nào con? Ồ, bữa nay sao tất cả hoàn toàn im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Hôm nay đâu có phải là sa mạc đâu. Rồi, lại thua nữa rồi. Cha nói luôn cho các con cho nó nhanh nha. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã thí ba người con một của Ngài, để ai tin vào người con một ấy thì được sống muôn đời. Câu cuối cùng, câu này là câu trí tuệ nha. Trí tuệ nhưng mà chị suy nghĩ một chút trả lời được. Thiên Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi ba người con một, yêu quá đi, phải tặng, phải trao đi. Và người con một là Đức Giê-xu đi vào trong thế gian này, cứu con người bằng phương thế nào? Chết thập tự giá, sống lại trong vinh quang, cứu con người. Vậy thì để được cứu, điều kiện đó là gì? Trời, bữa nay cái bài này khó quá hả? Trong tin mừng ghi rõ hết rồi, các con chỉ cần là nói lại thôi. Điều kiện để được cứu độ, chúng ta phải làm gì? Ô cha, không một cánh tay nào được giơ lên hết. Đơn giản mà. Rồi hay lắm, mời con khăn cầu một khăn cầu màu vàng. Chính xác, vỗ tay phải tin. Hay lắm con ơi, một điều kiện rất đơn giản, tin thôi. Cha kết thúc bài chia sẻ hôm nay, các con thân mến. Cha ước mơ đi qua bên lụa Đức để được nhìn thi hài của thánh nữ Bernadetta. Thì cũng có người sau cái đợt Covid này sẽ cho cha đi chuyến hành hương đặc biệt này. Thánh nữ Bernadetta, các con biết, qua đời tới ngày hôm nay là trên 150 năm. Nhưng mà thi hài của Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn cái gương mặt của Ngài thì giống Đức Mẹ lắm, và giống như Ngài đang ngủ. Còn thấy cả những mạch máu trên da của Ngài, tức là một con người đang sống trong phải một người chết. Các con biết là khi cha đi dời mồ của người bác ruột chết 30 năm, mà khi đào lên không thấy gì hết, chỉ còn cái xương sọ và ít cái xương, ít cái răng thôi. Có người của chúng ta khi chôn xuống thì trở về cát bụi. Như Trịnh Công Sơn, ông viết cái bài nhạc rất hay, chúng ta thấy rất là giá trị. Nhất là trong những ngày mùa chay, chúng ta phải nhớ cái thân phận của mình đó. Hợp bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về làm cát bụi. Vỗ tay. Đó, đi lễ của cha các con nghe sướng không? Vừa được nghe kể chuyện nè, nghe được hát nè. Mà sáng giờ anh chị em các con biết cha chưa có cái gì bỏ trong ruột hết.
cho nên nó mệt lắm vì tiểu đường mà. Nhưng sao? Mình có lời Chúa là sự sống rồi. Các con biết thánh nữ Benedicta chết và chôn dưới đất rồi 150 năm vẫn còn nguyên vẹn hình hài như xưa. Ơn của Chúa thôi. Chúng ta phải tin có một cái gì ở đời sau chứ. Nhưng mà khi còn là một cô bé nhà quê, lúc bấy giờ 13 tuổi, đi vào rừng lượm củi giúp cha mẹ. Nhà Benedicta rất nghèo và được Đức Mẹ hiện ra. Không phải một lần mà 18 lần. Cha vẫn thường nói, khi cha giảng về Đức Mẹ, thường nói với mọi người đố kỵ ganh tị với cô bé Benedicta. Chữ nghĩa, cô giáo nó là học dốt nhất trong lớp, học trước quên sau. Vậy mà Đức Mẹ hiện ra tới 18 lần, còn như cha đây không bao giờ thấy Đức Mẹ hết. Mà các con biết cha thấy toàn ma không mà. Ma không phải là ma sơ, thấy ma sơ còn đỡ. Cách đây có 5 ngày cha ngủ ở trong phòng thấy ma, sợ quá sức, kêu lên cứu tôi vì nó đang rượt cha mà. Nhìn mặt mấy con ma là hết hồn luôn. Cuối cùng mấy ông thầy gõ cửa. Lúc bây giờ mình đang mơ đâu có biết gì đâu. Mấy ông lấy khóa, khóa mở vô thấy cha đang la cứu tôi. Hỏi chuyện gì? Nó tôi mơ thấy ma. Chị em thấy, các con thấy, khi lòng mình không có lòng yêu mến Đức Mẹ, không có đời sống đạo đức đủ, chúng ta sợ đủ mọi thứ chuyện của cuộc đời cả. Benedicta được thấy Đức Mẹ 18 lần. Mà cái lần này, lần thứ 3, thứ 4, Đức Mẹ nói Benedicta rất là dễ thương. Benedicta, chuỗi của con đâu rồi? Mỗi lần Đức Mẹ hiện ra là điều lần chuỗi với Benedicta. Cho nên cha nói các con chịu khó có làm biếng gì, cố gắng cầm tràng chuỗi nghe. Con cầm cái điện thoại di động con chơi, nó không đưa con lên thiên đàng được. Cầm đùi gà con ăn, nó không có lên thiên đàng được. Cầm cái chuỗi đi, chắc chắn sẽ lên thiên đàng. Vì Đức Mẹ nói Benedicta muốn lên thiên đàng với lần chuỗi nghe con. Chuỗi của con đâu? Nhắc Benedicta. Giờ Đức Mẹ nói Benedicta câu này nè: Mẹ không hứa cho con hạnh phúc ở đời này, Mẹ hứa cho con hạnh phúc đời sau. Ta biết cái cô bé Benedicta quỳ gối lắng nghe, say mê Đức Mẹ nói, không một tiếng hỏi Đức Mẹ. Và Đức Mẹ nói con muốn lên thiên đàng, con phải chịu nhiều đau khổ, con phải yêu, con phải tin màu nhiệm thập giá cứu độ. Cuộc đời của thánh nữ Benedicta, cuộc đời chìm trong nước mắt đau khổ, nhưng luôn luôn yêu lấy cây thập tự giá. Phút giây cuối đời của Ngài, một lời trối, cha nghĩ rằng lời trối tuyệt vời. Benedicta nói với các chị em trong nhà dòng: hãy cột cây thánh giá vào trong tay của em, vì lát nữa khi em chết, tay em không có ôm được thập giá, cột vào để chính thập giá dẫn em về trời cao. Các con thấy một cuộc đời đau khổ, nước mắt bệnh tật, nhưng ra đi trong nhẹ nhàng. Ngày hôm nay thân xác Ngài vẫn còn nguyên vẹn vì Ngài đã tin vào chính màu nhiệm thập tự giá của Chúa Giêsu. Chủ nhật thứ tư mùa chay hôm nay, Chúa mời chúng ta nhìn lại cái thập tự giá của Chúa, tin rằng thập tự giá là tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa, tin rằng thập tự giá là màu nhiệm cứu độ duy nhất của chúng ta.